Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình lại lấy một ít dao. Các dao của mình là đã được vệ sinh và bày bán. Giá dao là chưa bao gồm phí ship, giá dao là cộng với phí ship. Mọi người mua dao thì nhắn tin tới số điện thoại mình để trên tiêu đề. Mọi người mua dao thì nhớ clip hôm nay là clip ngày 3 tháng 3. Mã dao là bắt đầu từ mã 1. Sau đây mình xin giới thiệu chi tiết từng cây. Thứ nhất là một cây đề 3. Cây đề ba cán gỗ khao inox. Cây này có lưỡi làm bằng thép carbon 2 lớp. Cây này có độ dài lưỡi là 15.5, bản rộng là 5.1 và độ dài là 8 ly. Cây này có giá là 600k. Chữ nó cũng có khác, trên cán nó cũng có khác chữ. Chữ khác thủ công. Mặt sau nó cũng có chữ. Mã số 1, 600k. Cái này nó còn rất là đẹp. Mã số 2, mã số 2 là một cây Nakiri. Cái này cán gỗ khâu sừng, thép carbon, chữ khắc chìm. Cái này có độ dài lưỡi là 16.5, bản rộng là 5 và độ dài là 1.5 ly. Cái này có giá là 250k. Mã số 3. Mã số 3 là một cây thép 3 lớp, ốp không rẫy lõi carbon, cán gỗ. Chữ dập chìm. Cái này có độ dài lưỡi là 16.5, bản rộng là 4.6 và độ dài là 1.8 đây. Cái này có giá là 350k. Mã số 3, 350k. Từ mã số 4, mã số 4 là một cây dao hoãn cai. Cái này cán nhựa 3 lớp thép, ốp không rẫy, lõi cũng không rẫy. Cái này còn rất là đẹp, cái này gần như là mới. Thật sao có chữ cai. Cái này có độ dài lưỡi là 18, bản rộng là 4.3 và độ dài là 1.8 ly. Cái này có giá là 400k. Cái này rất mới, rất đẹp. Cán cũng còn đẹp, lưỡi cũng đẹp. Cái này chỉ thiếu cái hộp thôi chứ không là giống như dao mới. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 cũng là một cây cai còn rất là đẹp. Cái này cán gỗ, ba lớp thép, ốp không rẫy, lõi cũng không rẫy. Vật này có chữ cai, vật này bên này có chữ sung. Cái này có độ dài lưỡi là 16.5, bản rộng là 4.6 và độ dài là 1.8 ly. Cái này có giá là 400k. Cái này cũng còn rất là mới nguyên, còn rất là đẹp, nó gần giống như dao mới. Mã số 5, 400k. Tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 là một cây dao cán gỗ khâu đốt 3 lớp thép, ốp không rẫy, lõi không rẫy. Cái này có văn tương đối đẹp, trần thép đê phê, chữ được khắc chìm. Cái này có độ dài lưỡi là 16.7, bản rộng là 4 và độ dài là 1.8 ly. Cán cũng còn đẹp. Cái này có giá là 600k. Mã số 6 có giá là 600k. Tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 là một cây dao, một cây dao cán gỗ khâu inox 3 lớp thép, ốp không rẫy, lõi không rẫy. Cái này có ốp và lõi đều không rẫy. Cái này cái văn của nó nở lên rất là đẹp. Cái văn của nó rất là đẹp. Chữ khác bên này mà chữ khác mặt bên này cũng có chữ. Văn của nó nở lên rất là đẹp. Cái cán cũng nó còn cũng đẹp, không có lưỡi gì cả. Cái này là có lưỡi, độ dài lưỡi là 16.7, bản rộng là 4.6 và độ dài là 1.8 ly. Cái này có giá là 800k. Mã số 8. Mã số 8 là một cây dao cán gỗ
ba lớp thép ốp không rẫy, lõi không rẫy. Cái này cái vân của nó cũng rất là đẹp, cái vân giữa các lớp thép rồi nổi rất là đẹp. Chữ của nó được khác, và bên này cũng có hai chữ nhỏ nhỏ. Cái này có độ dài lưỡi là 18, mở rộng là 4,7 và độ dài là 2 ly. Cái này có giá là 300k. Mã số 9. Mã số 9 là một cây dao cán gỗ cao inox. Cây này nó hơi nứt chỗ này nhưng mà không sao cả. Cái này sẽ bị nứt nhưng mà vẫn chắc chắn. Nứt xa thôi, không có gì, không ảnh hưởng gì. Trên cán nó cũng còn cái tem luôn. Cái này ba lớp thép ốp không rẫy, lõi carbon. Chữ dập chìm, chữ khắc chìm, chữ khác rất là rõ. Cái này có độ dự lưỡi là 17,2, vẫn rộng là 4,5 và độ dài là 1,8 ly. Cái này có giá là 450k. Cái này là mã số 9, 450k. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 là một cây cán gỗ ba lớp thép ốp không rẫy, lõi carbon. Chữ khác cũng rất là đẹp, cán cũng còn rất đẹp. Cái này có độ dài lưỡi là 16, bán rộng là 4,2 và độ dài là 1,8. Cái này có giá là 350k. Mã số 10 có giá là 350k. Cuối cùng là mã số 11. Mã số 11 là một cây dao cán gỗ ba lớp thép ốp không rẫy, lõi carbon. Chữ khác rất là rõ nét. Cái này có độ dài lưỡi là 16,4, vẫn rộng là 4,2 và độ dài là 1,8 ly. Cái này có giá là 400k. Mã số 11 có giá là 400k. Mình đã giới thiệu xong một số mẫu dao. Mọi người mua dao thì nhắn tin tới số điện thoại mình để trên tiêu đề. Mọi người mua dao thì nhớ clip hôm nay là clip ngày 3 tháng 3. Mã dao bắt đầu từ mã 1 đến mã 11. Xin chào mọi người. Hẹn mọi người ở các clip sau.